không để nữa bậy thầy. Dạ xin chào quý ông bà cô chú anh chị thân thương của kênh Trang Nghe TV. Dạ hôm nay Trang cũng có lại các chị em, các anh em của nhóm đệ tử sư phụ Cương Dừa đang có mặt tại địa chỉ là Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Chánh, nằm ở số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, quận Bình huyện Bình Chánh chứ, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hôm nay mấy chị em đang tiếp tục vô cam để gửi rồi mời quý bà con cô bác cùng dùng thưởng. Dạ đơn hàng bây giờ là mất tâm mấy nhi với lại mấy lạ luôn rồi. Hôm bữa ngày đầu tiên là còn thấy hai bé cũng qua đi lại chứ hôm nay là mất tích rồi đó. Dạ để em điểm danh quân số để quý bà cô chú anh chị cùng cùng biết là dạ cánh chim đầu đàn, cánh chim không mỏi. Dạ chị Thùy Kim Khiết. Dạ người thứ hai, bé này như mới đó hả chị? Dạ mới. Quay qua bé mấy sao mày đang nằm bên này chứ phải nằm bên kia. Bé này là bé Hương. À bé Hương. Dạ ủa sao hôm nay chị tiếp thêm nhân sự hả? Hôm qua là không nổi lên nay. Dạ rồi hôm qua giờ có ai rút không chị? Tin chị có ai rút không? Chưa thấy ai xin nghỉ chưa hết. Thấy xin vô không hả? Dạ. Dạ đây nhân lực dấu mặt hết vô của những tấm hình. bé Mai Kim Kiết. Dạ. Chào bà con cô bé của kênh Trang LTV ạ. Cái mai giờ quay clip dữ quá, cái nhiều của chú tưởng là giờ thuộc sinh nhóm team sư phụ Hương Dừa luôn rồi chứ không phải là bên team chị Huyền hết. Sắp đổi team rồi đây không mà đổi được chị, hãy là trung thành này chứ. Dạ cam này là rất là vui, giống như là một sự phối hợp giữa hai team sư phụ Hương Dừa với lại team thì Kim Viết vậy. Bên chị Huyền là bé Kha phải không chị? Bé Kha là người kiếm ra cái đường này phải không chị? Đó bé Kha là kiếm ra được cái giường này xong rồi cái bái cho chị Thùy. Cái chị Thùy mang mấy tấn kim cương lại đổi mà cam quá trời là ngon. Thật sự hôm qua cũng có nhiều cô chú lên mua cái sau hôm nay cái mình thấy là xuất hiện lại mua lại, cái cô chú nó hôm qua mua ngon cái hôm nay lên mua cho gia đình. Cái lên mua lúc đầu tính 5 kg, cái nói trời sắp hết rồi hả, thấy còn có nhiêu đây thôi. Nên là cô mua thêm 10 kg luôn. Dạ. Bữa nay có thể là đợt cuối đó, không biết là mình có còn đang hỏi tiếp nhưng mà không biết có một đoạn đường nào bán nữa hay không. Đầu tiên là mình đã lên 6 tấn nè. Rồi xong mình bán cái dèo trong buổi sáng thôi là đã hết luôn rồi. Hết luôn 5 tấn mấy, hết luôn 6 tấn luôn. Xong rồi chị Bì mới cấp tốc ha chị Bì. Gọi điện là cái giường đó để họ cắt thêm phòng gửi thêm. Rồi trong tối hôm qua là bên chị Bì đã gửi thêm được thêm 6 tấn luôn đúng không chị? 4 tấn. Thì là tổng cộng mình có 10 tấn. Dạ. Mà bây giờ là chưa có giải quyết xong đơn online nha. Và đây là những cái đơn mà các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đặt mua. Đây là cái đơn mà của Trang là đang soạn nè. Một cái đống cam ở đây là đang soạn. Có đầu tiên là có bạn Vĩnh Trần. Dạ bạn mua 1 tấn cam thì trong đó 500 kg là bạn gửi tặng cho chùa Giác Quang, chùa Lâm Quang ở quận 8. 100 kg là bạn gửi tặng cho gia đình, 400 kg là bạn gửi tặng cho Trang để Trang gửi tặng cho các cô chú anh chị lao động ngoài đường phố đó. Rồi cũng có chị Tini Ngô. Dạ chị Tini Ngô mua 500 kg nè, trong đó 200 kg là gửi cho máy ấm Mẹ Như chỗ Không Đồng ở quận Thủ Đức, 200 kg là gửi cho bên chỗ trường học của bé Phong Khiếm Thị ở ngôi sao Miệt Vườn, còn 100 kg là chị gửi cho bên nào ở Trang quên rồi, xíu nữa Trang xem lại cái ghi chú của mình. Rồi có chị Hạnh. Dạ chị Hạnh ở Mỹ cũng gửi 100 kg, thì là 50 kg cho máy ấm Mẹ Như, 50 kg cho máy ấm Mầm Xanh. Rồi cô Tuyết và cô Tuyết ở Đức hay ở Pháp à? Ở Pháp, dạ cô Tuyết ở Pháp gửi 40 kg cho máy ấm Mẹ Như. Đó là tổng cộng hôm nay máy ấm Mẹ Như cũng được 340 kg. Dạ là bà 200 của chị Chi Ni Ngô nè, 100 kg của chị Hạnh nè, với lại 40 kg của Kiết. Dạ rất là vui luôn là các hoàn cảnh các bên mấy bên trên sườn Hương Dừa được cô chú anh chị yêu thương cái dành tặng. Giờ là chắc mấy bạn này là giờ ngán cam luôn hả? Tới rồi tối một mấy này nó mới làm mà nó mưa rồi mới là có một mưa hết trơn. Tối là bắt kênh đi nghỉ rồi. À nhưng mà bóc kim cương vậy được xuống ha. Thôi, ai à? Không đi theo tiếng gọi của con chim rồi. Nhiều quá. Dạ đây, bên này là bé Kha, Kim Khiết. Bé vừa làm phụ quỷ luôn.
vừa cân trang, vừa túi tiền. Sao giờ là nặng lắm không? Lấy. Mấy trăm triệu rồi. Chắc mượn đồ không có nào trả tao. Mà thể dục ngàn tháng giờ. Cô chú anh chị cũng lên lát đát để mua ủng hộ mấy chị em nha. Ta chụp hả chú? Con để sẵn thế nào chú lấy luôn ha. Bịch này là bịch 10 ký đó chú. Hình như hôm qua chú mua rồi ha. Chú mua đây lần đầu hả chú? Lần đầu. Dạ, anh chào chú Duy. Dạ, hello anh Dương. Chào chị Trang. Xin chào quý vị khán giả. Đi dữ vậy? Dạ, ba này là một bịch đó 10 ký. Hôm qua 5 tấn rồi, tối này mới lên trên 5 tấn nữa là 10 tấn. Mua 3 bịch là 150. Chúng đưa 500 con thối chú lại 350 nha. Ở đây này thêm 20 ký đi. Ghê. 20 ký nữa. Hai ký là hai bịch nữa. Dạ, 5.000 một ký. Cái này của chị á, gửi lấy rồi đúng không? Đúng rồi. Nó bên em 26. 26. Khoảng 250 luôn. Không. Ba tổng cộng là chú lấy không. 50 ký á. Hay gửi lắm rồi. Đúng rồi, 5 túi. Dạ. 50 ký kem chỉ có giá 250 thôi. Dạ. Đây là cam của Sương Phú Dừa cũng mới là chị Thùy Kim Khiết với lại các bạn đã xuống tận vườn ở Vĩnh Long mua rồi nữa. Rồi mấy năm nay để giới thiệu bà con về con hối chú, cảm ơn chú. Được không chú? Mình không có cái thùng để mình để đằng sau ha. Cái này giờ sắp làm sao hả chú? Ồ, anh này để vỏ xe luôn nè. Đúng. Để đâu anh? Dạ. Nói chung anh em tụi Trang bán thì ngoài bên team chị Thùy rất là dễ thương. Chị Thùy là coi như cho các anh chị em bên chỗ Kim Cương là gần như nghỉ hả chị? Có bữa nay là nghỉ bán Kim Cương hả? Có người bán chứ. Dạ, nhưng mà chắc một hai bạn đúng không? Cũng như là chị kéo đây hết trơn. Mỗi chỗ này chỉ còn 3 người chăm. Dạ. Thì bình thường mấy bạn sẽ làm ca, tại bây giờ thì chị cho là full luôn. Dạ, dạ, để dẫn ra đây. Dạ, cảm ơn chị. Chứ mấy hoạt động này bán mà không có bên team chị thì á là bên team Trang bán không nổi, làm không nổi. Cảm ơn chú nhiều nha. Để được hả chú? Dạ. Mua nữa không? Thôi chạy xe để ít thôi chứ con sợ đây nó dướng cái đầu xe chú, chứ là chú bẻ lái không được à. Ở đây đem 10 ký đây. Thôi được thôi, chở nổi á. Đợi lại chứ sao đó. Vậy hả? Con thấy nó hơi nhiều nha. Dạ đây 10 ký, con để đây hả chú? Để cẩn thận nha. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú. Chắc anh xe tải anh tới á, sáng cho em bút xe để giao cho mấy ông mẹ Như. Rất là vui luôn. Là các bé mấy ông mẹ Như á, sau khi được sư phụ Phương Dừa quay giới thiệu á, cái nhận được tình cảm của mấy bà cô chú anh chị nhiều lắm. Như là vừa rồi có nhận được tiền của chị Phượng ở Mỹ gửi tóc tóc luôn. Nghe tin là có hai bé. Dạ alo anh tới chưa anh? Dạ anh tới chưa? Mặt đẹp thì cũng để ép cam thôi mà. Dạ anh chạy vô đi, em ở trong này mà. Trung tâm văn hóa thể thao, thể dục thể thao thì mình chấm đó anh. 113 Nguyễn Hữu Trí á. Dạ 113 Nguyễn Hữu Trí anh. Dạ đúng rồi. Dạ dạ anh cứ chạy thẳng vô đi, trong sân khấu là thấy em à. Dạ. Em xin lỗi để kế bên mình nè. Dạ. Đây, chị Kha, nộp tiền. Lấy được thêm 1 ký. Dạ. Rất là vui là được chị Phượng ở Mỹ. Dạ chị có xem clip của anh Khương, cái có hai bé là chuẩn bị lên bàn mổ ngày thứ hai hôm qua. Thế là trong chiều tối ngày chủ nhật là chị cấp tốc chị đi gửi tiền liền, gửi 800 đô để gửi tặng cho hai bé, tiếp sức cho hai bé để lên bàn mổ. Chị Trang cũng đã thay mặt chị Phượng để gửi cái số tiền đó cho bên má ông mẹ Như rồi. Và hôm nay là những cái ca này là mình để tặng, để xíu nữa xe tới á là mình sẽ gửi qua cho mấy ông mẹ Như để dành tặng cho các mẹ các bé. Có nước cam để uống, nước cam này là quá tuyệt ngon, hôm qua mấy chị em làm. Bây giờ hết nghe hết lời luôn hả? Em chắc có lẽ cũng xin lỗi nguyên bà cô chú anh chị gọi tới hết lời của em là tại vì cam hết rồi á. Nên là qua nay em không có nghe hết lời nữa. Hẹn chưa có nhiều cô chú cũng nhắn là sao không? Nè, cái này cân rồi nè. Cái này cân rồi nè. Nhưng mà tại hiện giờ là nhiều quá, nhiều đơn quá mà mấy bạn chưa có xử lý kịp. Nên là sợ mà nghe điện thoại rồi cái nhận đơn mà không nhận được á. Chị gửi cam. Chị gửi cam cho cái chị Nhung. Dạ. Còn đây là bên cổ tư.
ơi. Dạ, đại diện. Ai vậy? Dạ, không có đại diện ai hết. Việc gì khó có tổ tư. Cái gì ở đây mà mấy chị em thiếu cái gì là đều hú. Tổ tư ơi. Thì bé bé lấy cho. Bé lấy em lấy nha. Ừ, em lấy được. Được đấy. Đây này bịch nào nè. Bà con cô bác đang hỏi là bán cam vậy rồi, hết bán cam rồi bán cái gì? Có bán gì không? Đã thấy khương dừa lựa, bán cây ngon quá. Bán cương anh đang tính là bán cam xong á mà đến Tết là có dưa hấu á, dưa hấu ngon á. Dừa nào ngon á, cô chú anh chị nào có cái giới thiệu anh Cương. Để anh Cương mua lên giới thiệu cho quý ông bà cô chú anh chị. Thấy không bà? Hỏi không? Hỏi tài không? Chứ cái này là đổi nhà bịch hả? Lên lên. Những cái tài đó. Nè, bé con bao nhiêu ký? Thì để lên cho bé coi. Dạ chưa có đủ. Vậy thôi. Thêm mà. Này chị đổ thêm vài đống dưa hấu cho em bán nha. Em á chị. Dạ được, được. Nhưng mà mà phải mấy chị em mình cùng làm mới vui. Chứ là em là có điệu nhảy độc tiền là sao chị? Hài ba. Còn dưa hấu là làm sao là em chưa biết nha. Dưa hấu này nhảy sao không biết, chắc bỡ lên quá. Cái đó là thiếu hả? 31 rồi. 31 à. Thấy Nhi cũng có đơn 35kg mà chưa có đủ. Đóng cột lại luôn con, để rớt ra không cột lại. Chiều nó mới đi. Thì nhưng mà cột lại đi đâu sao đâu, đâu có hành hơi đâu sợ. Trang 350kg là 35 bịch đó, cô bé là 35 bịch đó. Tết này mà sư phụ con vừa có bán hoa hay bán dưa hấu trái cây nữa, quý bà có chú anh chị mình lên mình ủng hộ nha. Rồi sao bà uống nấy nha, uống cà phê, uống quán với lại anh Cương. Cái này nhiều quá bác ạ. Tại vì do cái này là cái bịch 5kg đó mà mình để lùi nè. Mà giờ nhiều quá để vậy lấy kèo chưa? Để là mình tớ hả? Ok, đúng rồi, chị có lấy hỗ trợ đi. Nói chưa mấy bạn này bán cam xong rồi ngày mai mà về lại bán cam luôn có khi buồn à. Có khi lại nhớ nghề này, cái lại xin bán cam. Nghề mới này cũng rất là bạn nào xuống bán cho anh này 60kg. 60kg anh, 6 bịch túi nè. Anh lớn. Anh mới bán 10kg nha, ai thu tiền vậy? Dạ đây. Không ấy anh bỏ túi nha. Vậy là phải quay đi, quay lại cận cảnh cầu tư, phải xét người cầu tư. Đúng luôn á, anh quay vậy lắm á. Xét người cầu tư mới được. Dạ anh nào mua à? Đây anh này. Trời anh ơi. Anh đứng lên nè. Sao anh chuẩn bị sẵn cái ba ga luôn. Mới nãy điện thoại lắm. À mới gọi em á hả? Ủa vậy hả? À, anh chở bên chỗ mấy ống bây giờ hả? À chắc anh điện thoại hotline hả ta? Anh tới mua đúng không? À dạ, dạ em xin lỗi em làm người á. Giờ anh lấy bao nhiêu anh? 60 ha. Đây. Anh ở đâu lên? Quốc lộ 50 vậy là cũng gần đây anh hả? Lấy cái mình nó nghi bút giác rồi hả? Giờ là chồng lên ha, sao cho ha. Đặt một cái ở đây nè. Dạ. Nhưng mà anh có chạy xe không? Em thấy anh để có ba ga gì chắc cũng phải chạy xe chứ hả? Cũng hay vợ gia đình đó ha. Ồ. Để chắc anh mua cái nhà chứ hả? 2-4 mấy năm mà thấy bịch nữa. Ở đằng kia rồi. Đây. Uống 60. Dạ. 5.000kg. Dạ bịch này 10kg là 50 nè. Để nó chạy vô được. Tại vì 6 là 300 nghìn. Trả cho luôn cho. Dạ. Cái này cũng không được một ký không? Bịch người chưa hết rồi. Cái chỗ mình hội quán của mình bán cam á, có ở quận 6. Nên là nhiều khi cái tiền ship cam xuống mấy quận của cô chú anh chị ở Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận nhất quận 3 thì nó xa, thành ra nhiều khi cái tiền ship nó còn cao hơn tiền cam nữa. 5.000 một ký, 10kg có 50.000, trong khi cái tiền ship có khi là sẽ lên 60-70.000. Cũng có nhiều cô chú anh chị muốn mua xong rồi cái gọi điện đặt hàng cho bé Nhi với bé Lệ, cái nghe tiền ship xong á thì cũng hơi nản nản, hơi yếu yếu. Dạ, nhưng mà giống như mà mua nhiều vậy nè thì nó sẽ đỡ hơn, với lại cam ngon mà, đó là chất lượng. Dạ.
ăn thử vàng để kiếm cái dao. Tại hôm qua có bày ở đây để cắt ăn thử với uống, mà xong rồi hôm qua mấy chị em bán không kịp, bán không nổi, thành ra là sáng giờ chưa có kịp bày ra. Dạ. Bác Kha ơi, số tiền của bác Kha. Dạ. Của mình là 300.000. Dạ. Dạ 300. 300. Dạ, cảm ơn anh. Sợ thứ nên đi bắt đầu á hả? Nãy làm sao nó nặng là anh cũng nhỏ con, sợ thứ nó bắt đầu. Dạ. Cảm ơn anh. Đó, cô đi chợ. Dạ, nó đặc sản Trà Cuông, Trà Vinh. Dạ. Ý để không xíu, cộng như vàng trong xe này. Xíu nó con xin là... xin số điện thoại cô cái mốt cái. Dạ, để con bưng xuống cho cô ha. Dạ. Đổi không con? Đổi bịch củ kiệu lấy bịch xoài. Ôi lỗi dạ. Chết à. Mốt cái con bán bánh tét cái con cái chỗ làm ngon ngon củ kiệu á. Các cô chú anh chị mua bánh tét các trang tặng hũ củ kiệu chung. Nào bán bánh tét. Dạ sắp rồi nè, bây giờ là con vẫn nhận đơn, bắt đầu cô chú anh chị đặt ăn bánh tét thử á, cái con cũng bán là ngày 23 tháng 12 này là con có một chiếc bánh tét nè. Này của bên mình phần bán con hả? Dạ, không con bán của con luôn á, bánh tét con bán khô bò rồi mấy cái sản phẩm bên con, cái con cũng bán bánh tét từ hồi năm ngoái rồi. Dạ, rồi cô móc được không? Hôi nhiều quá cô chạy không nổi á, con sợ cô chở không nổi á, nguy hiểm. Không, đây chở nè, chở không đạt nè, thấy chặn đạt tới nhà rồi. Dạ thôi về rồi quay lại. Chứ không, nguy hiểm. Vậy hả? Chứ nguy hiểm à. Nó kẹt tay lái cô, chứ con sợ là chạy con gái mình nó yếu á. Hay giờ cô ở đây, cô nhờ ba Minh đi chở rồi, cái cô đi bộ về. Nó giỡn. Có mấy chiếc cam mà bài độ quá. Dạ, đây con để lên ha. Để đây luôn hả? Chắc anh tải em tới. À đây, anh đây. Dạ. Đây bây giờ mình sẽ lên cam cho gửi cho máy ấm Ngạn Nhân. Dạ. Anh quay đầu giùm em nha. Quay đầu vô luôn. Rồi điện thoại đang quay á, tại chị quay xong rồi chị đặt luôn, cắt xong. Anh ơi, xong chưa Vi? Dạ, đây là một bạn khán giả rất là dễ thương, lúc nào cũng bình luận trên từng clip, từng kênh của các chị em Phương Dường luôn. Chào quý khán giả kênh Chào TV. Dạ, bạn Sơn TV, bạn clip tập nào của Ngôi Sao Việt Dường là bạn cũng lên xe ủng hộ các chị em. Rồi xong hôm qua em mới thấy bạn ghi bình luận là bạn sẽ lên hộ quán chơi. Trời, hôm qua tôi làm chữ thần luôn. Dạ. À, bây giờ để anh ơi bỏ giùm em cái này luôn. Dạ. Rồi. À, chị em ơi, mình lên trang giùm em nhớ. Dạ, bao ở trên kia kìa, cô bước lên. Bây giờ thì Trang sẽ cùng chuyển lên khoảng 340 ký cam dành tặng cho máy ấm Mẹ Như. Dạ, đây là quà tặng của chị Trini Ngô nè, chị Hạnh nè, của cô Tuyết nè ở Pháp, để dành tặng cho máy ấm Mẹ Như với lại máy ấm Mầm Xanh. Dạ, bây giờ để cùng phụ lên nha. Mấy cái này để xuống anh. Không, không, chắc này là đưa lại đi em, chắc lên trong bài. Dạ, ok. Cho anh một đi đi, đây. Chuyển lên, mấy Kha phụ chị chuyển lên luôn nha. Đó, 5 ký, bao nhiêu nha anh? 2 bịch rồi ha. 4 bịch. Cam này rất là ngon, bây giờ mình mua cái xong rồi mình về mình dắt nước ra thẳng luôn ha. Cái mình để tủ lạnh. Cái mình uống là uống giận. Sơ cơ bên này lên mua mấy ký đây? Chị đếm không chị? Chị đếm rồi á. Vậy đây chị đếm rồi. Bên đây mọi người mình mua mấy ký? Tâm dùng thiết tại chợ cam suốt đời rồi. Ghê vậy? Có không Kha? Siêu ký hợp đồng. Có không nha? Chị sắp uống thôi chứ còn ai thanh toán của Sơn cơ bên là không biết nha. Ở dưới dễ thương, khán giả mà bạn khán giả các bạn có thời gian cái Ngôi Sao Việt Dường bạn cũng lên xe ủng hộ. Rồi sau rồi cái lên phụ rồi phụ hết mình luôn. Quá trời nhiệt tình. Đúng rồi mình phải mời phải tặng cam cho bạn luôn á. Dạ hôm qua em có tặng một túi rồi. Hai vậy hả? Túi rồi. Nay tặng túi nữa nha. Mỗi ngày 10 ký.
Ủa người ta là ăn khế trả vàng, ở đây phải là trả kim cương chứ trời. Không, mình đang ngại quá. Không sao cô, mở người tay một xíu rồi nó xong à. Lấy túi nhỏ luôn á chị Trang. Lấy cái túi nhỏ luôn đó. Mình đóng đó là bên này của em thôi đó. Để thấy một sáng giờ tính ra là Trang Trang đặt xe giao cũng được gần 1 tấn rồi đó. Dạ. Dạ bà. Cảm ơn cô. Dễ thương quá, cô nói con lấy bịch nhỏ thôi để cô bịch bự. Nói chung là lên chơi xong rồi thằng Nhân Nhi bốc giác luôn hả anh Tân Tân Bi? Là động chính mà. Còn cô là nãy giờ mua mà chưa có mua đâu, không có mua đâu. Làm cho cái vừa mà. Vậy hả? À, gặp Vũ á. Mới hả cô? Em thì mày đúng không ạ? À, đúng rồi, bữa giờ hỏi quán ngôi sao miệt vườn của đúng anh rồi. Phương á là còn đang tuyển nhân viên nha quý mà cô chú anh chị. Còn đang tuyển nha. Hết rồi, chỉ còn pha chế thôi, là phục vụ. Thiếu phục vụ hai ba người vậy hết rồi. À dạ, vậy là bây giờ mình còn đang thiếu các anh chị phục vụ. Dạ. À, nếu mà bạn nào mà còn đang có thời gian trống á thì mình lên ủng hộ cho em thêm đi anh. Hồi nãy em có lấy bớt mấy bịch thịt kia, mấy cái kia. 6 bịch bán cho cái kia. Em thêm 6 bịch nữa. Em đủ rồi. Em 350 ký đủ rồi. Chị còn mấy bịch nữa? Tại nãy chị 6 bịch đó. 6 bịch nữa lên nha. Cái này 5 ký, thì lấy 2 bịch 5 ký. Thêm 1 bịch 5 ký nữa. Đây. Nhìn vậy thôi chứ hôm qua nghe điện thoại cả ngày. Tâm mà tối cứ nghe điện thoại cả ngày cả đêm. Còn con lắm mình dập. Còn hai xíu mà. Thôi con chỉ cho mấy. Một ký nha. Em bán được cái này em bán vậy. Nào mà thì nghỉ nha xin cô Bi. Làm gì cũng được bà con thương vậy vui quá. Thế là cái này giờ đủ rồi đó. Dạ, cảm ơn anh nha, em gọi sẵn rồi. Chứ cùng qua thử cái tài liệu. Em trả chứ, ở đâu cũng đi qua. Em tự lặng lặng lặng. Mấy trăm, trả tiền xe, mấy đồng chí chị. Anh coi gì mẹ bao nhiêu? Bao nhiêu dạ hả, chị Trang hả? Đợi chị xíu hả? Cái này con chú chị Mai ơi. Dạ anh tới anh gọi là được. Đây là có số nó là gọi là. Dạ, đúng rồi, đó là máy ống nghiệm nhân đó. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ. À, xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. À, nãy giờ là ba Minh phụ Trang giúp mình Trang quay clip chứ còn hả anh cũng tất bật lắm. Sáng giờ anh phụ cân cam rồi đi. Mua bọc, kiếm bọc để vô rồi xong mà khuôn giác gì á là ba Minh với lại các anh phụ. Nói chung á là anh Khương vừa mà làm gì á thì tất cả các anh chị em cùng phụ, cùng hỗ trợ với nhau. Đặc biệt là gia đình của anh Khương nè, xóm trọ anh Khương nè, đó cháu anh Khương nè. Và vẫn sau bao nhiêu lần á anh Khương với tụi Trang gài cho hai bé, hai cháu gái của sự bụng vừa nghe hotline để có tăng cơ hội giao tiếp để có thể giao lưu với nhiều đối tượng hơn. Nhưng mà đã tìm ra đối tượng hợp lý chưa? Chưa. Vẫn chưa, nên là cô chú anh chị nào thấy chọn con dâu thấy hợp lý phù hợp cái gì với lại thì cứ gọi điện để hốt con dâu về. Wow. Ở đây chị Trang đã bán rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay em cảm thấy có lỗi tại vì cũng chú anh chị gọi tới nhiều nhưng mà thật sự là cam rồi cũng không thể nào trả lời hết được. Cho nên là quý bà cô chú anh chị có gì thông cảm nhìn với Nhi nha. Dạ. Còn mình quay cận quá vậy. Xin lỗi với quay cận nó thấy nước mắt mình rừng quá mà mình. Bây giờ nghe thì thật sự là không nghe hết luôn. Không sắp xếp được nữa. Dạ. Lại từ cháu mà cô chú anh chị cũng có một số với một số chị có chịu á. Tại vì cũng muốn ủng hộ mình nhưng mà xong rồi cái cam thì không dạ đủ rồi. Để bán cho quý mặt của mình. Rất là xin lỗi quý mặt của chú chị tại vì có những cô chú chị mua để tặng từ thiện. Thành ra là anh Khương ấm vừa up clip luôn là cô chú ấy gửi liền luôn cũng như Trang là mấy bạn, mấy cô chú đó khán giả đó là hay trao đổi với Trang. Thành anh nhắn Trang là Trang đã lấy trước cho nó báo trước liền cho nó dành xin anh trước liền luôn. Nên là mới để cam lại là hôm qua buổi sáng là để bán cho các cô chú anh chị trước rồi xong rồi chiều tối là Trang nói để là Trang 1.4 tấn nha tại vì gửi nữa cho các máy ấm nên là mình đã hứa rồi mình không làm không được. Còn mấy Nhi với bé Lệ là bây giờ là chị đang đặt đơn để trả cho những cái cô chú đã nhận thôi. Còn những cô chú mới thì rất là xin lỗi là không đủ, nhưng mà cô chú nào mà có thời gian mà chạy trực tiếp lên đây á thì vẫn còn cam để bán, nhưng mà số lượng nó cũng sẽ không còn nhiều nữa.
nên cô chú nào mà muốn mua thì mình liên lạc liền nha. Dạ thôi có gì đừng buồn à, sư phụ vừa với lại các em, tại vì số lượng cam có hạn. Dạ mà rất là vui là cô chú anh chị ủng hộ nhiều quá nên là mình không có đủ, và cam này là anh Phương không phải bán vì mục đích kinh doanh. Dạ coi như là tiền xe, tiền cắt, rồi tiền vận chuyển, rồi tiền mà mấy anh em ăn uống rồi làm nước nôi rồi này nọ kia là sư phụ vui với lại chị thì xin phép trả hết. Coi như cam này là lấy ở vườn là đúng giá, xong rồi lên là bán cho bà con thôi. Dạ không có phải mục đích kinh doanh gì hết. Cô lửa thôi má cô, chở không nổi hả? Nữa lần ngu lần cực nhiều luôn. Cô luôn hả? Dạ thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều, mong là cô chú anh chị nào mà chưa mua được cam á, hoặc là gọi điện cho hotline mà bé Nhi bé Lệ chưa nghe điện thoại kịp á, thì thôi đừng buồn hai bé. Dạ chứ thiệt là bé nó cũng tấp nập lắm, nó cũng liên tục đó cô chú anh chị thấy, thành ra là thôi đừng buồn nghiêng. Dạ đợt này chưa được thì đợt sau thì lại ghé hội quán ngôi sao Miệt Vườn uống nước cam, lúc đó gặp Giang với bé Nhi thì hú cái hai đứa mời. Hai đứa mời nước cam mù. Dạ lời hứa nha cô chú anh chị nào xem clip của nó Trang, bữa con hứa con mời uống nước cam là Trang nhớ à, Trang sẽ xin phép mời quý bà cô chú anh chị ly nước cam để cùng uống cùng thưởng thức tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn. Dạ xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị thiệt là nhiều, hẹn gặp lại clip tiếp theo.